Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của hơn 250 người là ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tại chi bộ cơ sở. Tham gia tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cốt lõi liên quan đến công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng, bao gồm quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở và quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ, tập huấn về hệ thống mẫu quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi và được giải đáp cụ thể các vấn đề phát sinh trong thực tế triển khai.